sao bây giờ nó mới lên đấy, teo gì ý. Thôi đùa đúng không? Không được đâu nha. Không, Lâm Tiết vừa bảo được rồi lại không được. Chị gái quần nhé, kiểm tra. Thì bây giờ cũng cởi, em bây giờ anh cởi áo lên đây. Cởi áo? Đi. Em chỉ cởi cái một thôi, em cởi trong một giây thôi là quần áo bay kia ngay. Bay gì? Đi. Tôi Ngọc Giambo chào mọi người. Mít xin chào tất cả mọi người. Ok, chào mừng anh em đến video tiếp theo của mình hôm nay. Thì hôm nay lâu quá rồi mình không được chôn cái thằng em của mình. Thì các bạn biết là Văn thật đấy. Thì vừa rồi, tình hình vừa rồi là lâu lâu mà hai anh em tôi không chôn nhau. Tại vì là tình hình dịch các bạn ạ. Nên là bây giờ bớt dịch rồi và hai viện được đi lại với nhau rồi mà tôi lên Văn thật được rồi và Văn thật xuống tôi được rồi. Thì hôm nay là nó vừa gọi điện sáng ra nó bảo là nó đang xuống, đang trên đường xuống nhà tôi chơi. Thế là nhân tiện là chôn luôn anh em nhé. Anh em nhớ đón xem hết cái màn chôn này. Hôm nay là mình sẽ lại dùng cái nước hoa tình yêu thần kỳ này của tem mình. Là tôi và em Vít sẽ tiếp tục trêu nó nhé. Và tí nữa là anh em tôi sẽ lừa sẽ xịt lên người Văn thật nhé. Và cho và tôi sẽ đi vắng và chỉ cho Văn thật và em Mít ở nhà thôi, và em Mít sẽ đong đưa và giả vờ là đồng ý và đưa nhau lên phòng giả vờ bắt nó lột hết quần áo ra, hiểu không? Nó máu chiến ấy mà. Em cứ gạt nó lột hết quần áo ra đấy, xong là đến lúc mà nó chiến thật mà em không chống cự được thì anh sẽ lao vào anh xử lý. Cứu em chứ. Ok em yên tâm, không sẽ không bao giờ xảy ra cái việc đấy, nhưng mà để lừa cho Văn thật nó phải trần cái chuồng ra nhé. Video này đặc biệt sẽ rất là hay. Ok anh em nhớ đón xem hết video nhá. Nhà có chó không anh? Ừ. Ủa, lâu lắm không xuống rồi nhỉ? Nhà cũng thế nhỉ? Uống nước em. Uống đi em. Uống nước. Uống nước rồi á? À? Nước rồi á? À? Uống nước không có cơm. Uống nước rồi á? À? Ừ. Rồi. Dư không nhà? Nhà. Ừ. Ai nhà? Mỗi anh thì chúng nó đi quay hết rồi. Không phải ô. Cái anh với cái mít này trên phòng. Cái mít á? Ừ. Cái mít nó ngủ. Có người nấu cơm luôn là được. Ừ, cái mít tí nó nấu cơm. Không có rượu à? Hả? Không rượu. Nhà có rượu á? Tí khác có rượu. Tí còn nhiều rượu nữa. Quán đâu hết rồi? Quán nhân viên nhanh đâu hết rồi? Đi quay còn mỗi ông Dũng nữa. Dũng ơi! Dạ. Đây. Ây da, gọi là ta chết nhỉ? Đây, đầu lông sức kéo cơ. Lôi sức kéo. À đấy. Giờ về anh. Anh ấy, chứ lúc yếu rồi mất khỏe. Anh gọi thầy. Anh gì? Anh là được. Em ngồi em đang đi lại xe gì đó. Ừ. Thầy. Bây giờ anh mình không mua được. Cái gì kia sao cả? Mua gì đâu? Tí nữa mày ở đây nha, anh đi chợ mua thức ăn tí chưa nhậu. Hả? Nhậu chưa? Thật á? Nói đùa thế mà ấy thật á? Ai ốt mà. Đùa ấy. Không, nào chết đứa, không làm không đùa. Thế thì Dũng ơi. Đã. Anh với mày đi chợ đi. Anh mày đi chợ xuống chợ mua thức ăn. Có chợ thoại em đâu ấy nhở? Đi chợ bố? Ừ. Bố á? Con rẻ. Con không biết à? Con rẻ, ối rồi. Rẻ á? Ừ. Đi à? Đi bảo, mất. Lấy bảo an. Lấy bảo an á? Ừ, nó bảo nó chờ. Nó chờ 10 năm nữa. Mày lại tranh nhau với Nghĩa. Nghĩa là người đấy. Nghĩa là người có cửa. Ra rồi đấy. Lại trong nhà. Ô, rượu nhận đấy, rồi. Đấy là nó cứ nhận. Cứ nhận. Bây giờ, anh thấy bố nói gì chưa? Thôi, anh đến em mình đi chợ đi. Ở trong nhà cho anh nhá. Hả? Trong nhà cho anh nhá. Chợ. 30 phút thôi.
qua cái nó thơm. Nhéo quá. Ngầu ơi. Trời ơi. Mày chui đâu ra? Trời đứng mưa thì lại mệt quá. Nóng. Anh không thấy ngoài mưa à? Mưa nhưng mà nóng nhà kiểu gì? Em nói ra gà lên, em không thấy nóng đâu. Anh đừng có nóng. Sao nóng? Tao nóng thì việc của tao đi. Ô, ở đây có mỗi mình em ở nhà. Chính xác. Hả? Chính xác rồi. Đang làm gì vậy? Mày ở đâu cùng chui ra đây? Ở trên phòng. Quang anh đâu? Đi hết rồi mà anh. Anh Ngọc nói gì ạ? Cái gì? Đi hết rồi, không nhà không có ở nhà hết. Anh xuống lại đợi anh Ngọc. Hôm nay chúng ta đi đâu? Không biết, anh thấy bảo là đi quay ở đâu ấy, tận chiều mới về. Quay chiều mới về ạ? Không, thế nên là ông Ngọc đi đâu nhỉ? Đánh điện thứ này. Bảo vừa bảo đi mua đồ ăn mà đi đéo gần tiếng đồng hồ đéo thi đâu. Chắc tí nữa mới về, em xuống để đợi chuẩn bị nấu cơm mà. Đi chợ ồn ào tiếng làm sao mà nghe được. Làm sao mà để ý ở điện thoại. Đâu biết ông đi bao giờ ông về. Ngồi cứ lăng qua quăng ở đây lăng quăng nửa tiếng. Ta đến biết mày như thế tao gọi ông đây chơi cho nó đỡ buồn. Anh làm gì? Hả? Anh làm gì mà người ướt hết áo. Em hiểu sao lắm thật ý. Mà ngoài trời mưa mà mát mát mẹ mát giờ sao lòng lòng vãi trưởng luôn. Kiểu gì ý? Chắc bị sốt rồi, thôi anh đi về đi. Hả? Bị sốt rồi, thôi đi về đi. Về, về sao được, anh tí anh còn có việc. Nóng không? Ở trên, em ở trên phòng. Ừ. Em có phòng ở đây á? Có. Có phòng riêng à? Chả thế, em một mình em con gái chả được có phòng riêng, phải được ưu tiên chứ. Thế á? Chả thế. Thế em qua anh nó không ngủ đây? Không. Một mình ở phòng riêng. Khi nào mà thích thì em mới cho phòng ngủ, còn không nó phải ngủ với mấy anh em ở quán chứ. Thế là không là thích thì cho ngủ. Thế cho anh ngủ nhờ ngủ vui. Thế cho anh ngủ nhờ ngủ vui. Không có điều hòa. Nó bảo em của mình con gái. Ừ nhưng có điều hòa không cho anh ngủ nhờ ngủ ấy. Có. Có. Phòng đâu mày cho anh đi tham quan cái phòng đấy. Tham quan á? Ừ. Không thôi phòng em được. Anh xem thôi. Xem gì? Xem thôi anh thề xem. Mọi người có gì đâu mà xem. Nhưng mà nên làm gì có ai ở quán. Ở nhà no cái gì mày sợ cái gì. Tao hấp riêng vào đâu rồi dẫn. Cho anh lên tham quan cái phòng mắt thôi. Đi. Anh tham quan. Xem cái phòng nó đẹp không. Thôi. Tham quan phòng rồi nhá. Ừ. Xem phòng đẹp không. Tham quan phòng rồi. Đâu xem đấy, phòng. Để. Ui phòng gái bừa thế. Cái này mà bừa thì cái này là phòng gái. Ui xong nắm giường này. Nằm giường máy, nằm giường nào. Ôi, em tưởng phòng này phòng của thằng ấy nhỉ. Thì bây giờ không ai nằm đây kiểu. Không có điều hòa. Hả? Ấy, 1, 2, 3, 4 điều hòa này. Điều hòa đâu mà điều hòa đi. Anh thử anh đứng ngoài. Cho anh ngồi nhỏ đi. Ngồi đi. Dưới kia không có cái gì mà ấy đóng vai trưởng ra. Ngồi đi, anh ngồi đi chứ. Mà ngồi lên bảo. Bảo gì? Bảo này. Bảo nhỏ thì mày cứ ngồi gần em ra. Bảo nhỏ hay bảo to thì biết được. Bảo cả nhỏ cả to nhưng mà. Ông có biết ông có hay lên phòng này không? Chỉ có con anh hay lên phòng này bọn em thôi. Thế rồi con anh đi đâu? Tao bảo là đi quay chiều về. Chiều về gì? Đúng rồi. Nhưng anh bảo nhé. Bảo đi.
hôm nay kiểu đeo gì. Mày cho tay này cởi áo bắt. Ui, nóng thật đấy. Em không hiểu kiểu gì. Phòng rộng nhé, này đuổi đuổi nhau quay phòng luôn. Anh à, em yêu có anh lâu chưa? Không rồi à. Biết thế đáng hiểu mày chưa yêu con anh là anh Tám này. Ui, kinh thế. Vợ kệ, hai cái nó khác nhau. Thế anh ấy chỉ có vợ chứ anh chưa có người yêu. Ừ, đúng rồi. Đấy. Nhưng mà mày thấy anh như nào? Được không? Được. Nếu mà theo tiêu chuẩn làm người yêu được không? Được. Đấy. Chỉ là bọn tao hơi lùn lên xíu thôi. Lùn lùn, mày đứng lên mày cao hơn tao. Không. Không, làm không, gì không. Mà sợ anh Hồng? Anh tính làm gì em mà anh sợ anh Hồng? Làm gì đâu, anh đang bảo nếu ấy thì em có ngại cái vấn đề là yêu người có vợ hay là quen các thứ không? Đáng hiểu kiểu gì? Quen chứ em có lấy người ta đâu. Ừ. Quen thì được, chứ em có lấy. Ừ. Nhưng mà em có người yêu rồi mà. Yêu cả chứ. Bây giờ anh ví dụ như anh với em ví dụ như có cái gì đấy chẳng hạn đấy thì bây giờ chỉ cũng chỉ anh với em biết thôi. Mà không ở nhà này hôm nay chúng nó đi làm hết thì làm đúng lại. Ôi giời ơi. Tự nhiên anh ấy thế. Hả? Anh nói sao tự nhiên lại bảo em là có cái gì với nhau là sao? Gì thì bên nam với nữ ở trong một cái phòng như này. Thế mà em bảo chuyện gì? Thôi toàn. Thế rồi anh đi xuống. Anh nghĩ là anh thích ở đây. Ở đây nóng lắm, ở đây nóng hơn dưới nóng, kia. Ở đây có quạt đây, dưới kia thì có cái rộng. Dưới kia không có quạt đây. Nhưng mà ở đây anh thích ở trên này hơn. Đấy á. Ừ. Đấy gì? Không có ai đây làm ấy gì, có cái gì đâu mà ấy gì. Anh phải nói rõ là ấy nhiều ấy lắm, nhiều nghĩa gì đấy. Em thì hiểu cái nào thì hiểu. Không, anh phải nói rõ là em phải hiểu. Em khó hiểu không? Sao có ai biết đâu mà sợ. Cởi áo cởi con đâu. Cởi thì bây giờ không biết. Không cởi em. Anh phải cởi của anh trước chứ. Đang không, anh phải cởi của anh trước em. Anh cởi áo không, em kiểm tra xem được có. Thì này, làm sao mình kiểm tra của anh hơn kinh khủng này. Thì em đã nhìn thấy đâu. Em phải kiểm tra xem mà giờ kiểm tra đấy. Hàng uy tín không thì để đi tắt điện nào. Hàng uy tín không thì em uy tín luôn. Không, đừng có điều. Không, hàng có uy tín đâu. Uy tín. Anh phải cởi ra. Thì em cứ cởi ra em kiểm tra. Em cứ đánh đi. Thì em trước em quay qua anh phải cởi ra. Cởi nào sao không phải cởi. Bây giờ xong rồi cũng không được đâu. Không được đi. Em kiếm cho anh đâu. Lấy đi. Trời trời. Nhanh. Nhanh không tí ông Ngọc không về. Bây giờ anh cởi ra xong em cởi ra cái là ừ luôn. Thế anh cởi ra cho em để em kiểm tra xem nào. Nó mất hứng đi. Sao mà mất hứng để em nhìn em mới có hứng chứ. Đi. Nhanh. Không. Nhanh tí ông Ngọc không về rồi. Anh không cho em kiểm tra này không không được đâu nha. Em cho em kiểm tra chứ. Kiểm tra cái gì? Thì bây giờ xuống tí nữa kiểm tra. Tí nữa nó teo lại rồi. Teo làm sao bây giờ nó mới lên đấy. Teo gì? Tí. Nhanh. Thôi, thôi đùa đúng không? Không được đâu nha. Không, lâm tiếp vừa bảo được rồi lại không được. Chịu cái quần nhé kiểm tra. Thì bây giờ cũng cởi em. Bây giờ anh cởi áo lên đi. Cởi áo. Tí. Em chỉ cởi cái một thôi, em cởi trong một giây phát là quần áo bay kia ngay. Bay gì? Đi. Đi. Cởi áo. Ôi, bỏ anh cởi áo của em ừ. À? Làm sao? Không. Đấy, anh ấy thôi, anh nhẹ nhàng thôi, không hiểu sao. Không gì nữa, anh tay nhẹ nhàng cực. Anh chỉ đồng ý cắt ngón tay nhưng mà em cắt rồi thầy. Em nhìn anh cắt hai ngón này là biết rồi. Thôi, không. Anh gì? Anh làm gì đây? Đang bắt cái con gì ở đây này? Anh cởi áo của em. Cái con sâu hay con gì nó chui đây sao này? Sao mày lên phòng cái mít này cởi chân ra này? Nó làm gì đấy? Lắm ấy vừa. Làm gì đây? Mày ra đây. Em xin nó cho em ngủ nhờ. Em không cho đâu, lên phòng em đòi cưỡng hiếp em. Đòi cưỡng hiếp em. Vừa lên dậy này. Bắt cái con gì ở đây này? Nó mày dâm dê à? Hả? Dâm cái gì mà mày dâm dê à? Mày thích chơi đâu? Bỏ mày lên đây.
Mày đến nhà tao chơi, tao mời cơm mày rượu mày bị này. Quan thế anh bảo anh đi mua đồ ăn nhưng mà. Tao mua về rồi. Về rồi sao anh chui đấy? Tao chui đây thì việc của tao mua về rồi, tao xem mày làm nào mày. Không là thằng này nữa. Sao mày ở trong đấy? Em quá thân mật dậy này. Hay anh nói em không? Nó hiếp em chưa? Bỏ ra đó làm gì nhỉ? Cởi áo, cởi quần em ra tút áo em à. Em chưa làm gì luôn đấy nhá. Cái à? Chưa làm gì. Tao bắt mày xuống đây. Tao xuống đây để tao mách cái hảo hiếp. Mày cái thằng dâm dê này. Dâm dê. Đang làm gì đâu? Bình thường mày có thế đâu, sao hôm nay mày thế nào? Nóng đang ngủ, đòi anh nên đi ngủ cái. Thế mày dồn nó vào góc đi còn cái. Dồn gì nó vừa bảo bắt hộ con gì đấy? Bắt hộ trong quần em à, anh đừng có điêu nhá. Có con gì nó bò em rồi, bắt hộ. Thằng này xuống đây. Xuống cái gì thằng xuống. Xuống đây. Mà em còn chưa tính là sao anh chui trong bế. Tao chui việc của tao, tao anh, không chui thì để mày hiếp cái. Anh lừa em đúng không? Mày hiếp cái mít à? Anh lừa. Thế sao anh bảo anh mua đồ ăn? Mày à? Đi xuống đây nhanh lên. Anh bảo anh mua đồ ăn cơ. Xuống đây. Mày lấy mạnh nào bố anh? Mày chết với tao hôm nay.